đôi mắt kiên định này phát giác ra điều nguy hiểm ở gần đó. Ở ngay hướng 8 giờ, cách 10 mét, có người đến gần. Nhưng anh ấy không hoảng sợ chút nào, bởi vì anh rất quen thuộc địa hình nơi đây, thậm chí có thể đoán được vũ khí của kẻ địch. Được rồi, nguy hiểm đang đến. Bạn có tin không, người đàn ông trông rất ngu ngốc này là đặc công mạnh nhất Triều Tiên. Hiện giờ đang bị điều đến Hàn Quốc, ngụy trang thành một tên ngốc để thu thập tình hình của đối thủ. Mặc dù anh ấy đã phải chịu đủ mọi sỉ nhục, nhưng anh vẫn vững tin. Sau khi đứng dậy thì anh vẫn là một anh hùng. Anh ấy chính là Ryu, được nhận nuôi bởi một bà lão đã về hưu, suốt ngày bị bọn trẻ con đuổi theo đánh. Đi xuống lầu thôi cũng ngã lấm bùn, hắt xì hơi thì mũi dính đầy mặt, giúp bà lão thu gom rác thì vô tư dẫm rách bao đựng rác. Mọi người đều cười giễu anh ngu ngốc, nhưng anh lại cười nhạo người khác vì không nhìn thấu anh. Vì danh dự của đất nước nên lần này anh lại phải ra tay. Anh ngồi xổm bên cây cột điện, cởi quần trước mặt mọi người, thản nhiên phóng uế. Thông lệ này mỗi năm lại có một lần, nhưng không ngờ lần này gặp trúng nữ thần. Cứ thế, tuổi trẻ và mộng mơ của Ryu đã chôn vùi ở đó. 2 năm sống giả ngốc thật sự rất vất vả, nhưng may mắn là vẫn còn một đồng đội của anh, ông chú Shipper. Chỉ là ông ấy đã trà trộn vào ngôi làng này cách đây 16 năm rồi, sớm đã mất đi chí khí năm nào. Ông ấy lấy ra một tấm ảnh của nhóm nhạc nữ, vẻ mặt đầy si mê nói, cùng nhau cổ vũ cho bọn họ nào. Ryu tức giận đứng dậy, anh ấy nói, đặc công sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Bạn xem Ryu sống như thế nào đi, cứ đến đêm thì lại lộ ra một thân thể đầy cơ bắp, bắt đầu tập luyện gắt gao. Hình thể này, kiểu tóc này, quả thật như bản sao của Lý Tiểu Long vậy đó. Đột nhiên, có một tiếng người hét lên ngoài cửa. Mở cửa ra nhìn là một tên tóc vàng bước đến vờ như cởi giày, nhưng thực tế là tìm sơ hở để ra tay. Người này thân thủ rất khá, sau một cú lật tay, không ngờ có thể giao đấu ngang hàng với Ryu. Hóa ra, tóc vàng này trước đây cũng chung quân đội với Ryu. Hai người từ nhỏ đã thích tranh nhau đứng nhất. Giờ đây, tóc vàng cũng được cử đi thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật. Anh ta còn nói, nhiệm vụ cấp trên giao cho mình quan trọng hơn nhiều. Ryu cuống lên, quan trọng đến thế nào? Tóc vàng không nói, lập tức chuồn đi. Ryu đố kỵ vô cùng. Hôm đó, anh đạp xe theo dấu tóc vàng lại gặp phải ông chú Shipper, vừa hay dùng tạm trang bị trên người anh dùng vậy. Anh theo dấu đi đến một tòa nhà, kết quả lần ra, tóc vàng đi tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng. Người khác thì đàn hát sôi nổi, nhưng vừa đến lượt tóc vàng. Hai, thế mà tóc vàng được vào vòng trong. Thì ra cái gọi là nhiệm vụ quan trọng cũng chỉ là làm một ca sĩ nhạc rock rồi trà trộn vào đây à? Đàn không hay còn bị người ta chửi. Không như Ryu, giả làm tên ngốc, mặc dù bị cười nhạo, nhưng những đứa trẻ trong làng gặp khó khăn gì đều sẽ nhờ anh giúp đỡ. Bà chị gặp chuyện trắc trở cũng sẽ tìm anh tâm sự. Còn có bà lão ngày nào cũng nấu cơm cho anh. Chỉ là đóng vai kẻ ngốc không phải con người thật của anh. Mỗi khi đêm đến, anh đều sẽ viết thư gửi cho mẹ ở Triều Tiên xa xôi. Viết xong thì gấp lại, đem chúng giấu dưới tấm thảm. Sau đó cầm lấy ảnh của mẹ, mơ tưởng về một ngày nào đó có thể về nhà, tận hưởng yên bình. Đột nhiên đèn mờ đi, một cây súng nhắm vào sau đầu anh, cảnh báo anh đừng quên đi thân phận thật của mình. Nói xong, lập tức nhảy ra khỏi ban công đi mất. Người đàn ông đuổi sát theo sau lưng, anh muốn xác minh danh tính của kẻ lạ mặt này, nhưng cuối cùng vẫn để hắn ta chạy mất. Rõ ràng người đàn ông mặc đồ thể thao màu xanh này không đơn giản chút nào. Bình thường, anh ngụy trang thành tên ngốc Ryu, hòa mình với những người hàng xóm, nhưng thân phận thật sự lại là một đặc vụ Triều Tiên. Ryu lúc này vẫn còn băn khoăn. Dựa vào thân thủ, anh đoán được rằng tên sát thủ ấy đã từng là cấp dưới của anh ta, Hejin. Bây giờ, Hejin đã lớn, được cấp trên cử đi giám sát xem các đặc vụ có làm phản không. Nhưng không ngờ, Hejin không trốn trong bóng tối, mà trực tiếp xuất hiện và trà trộn vào trong làng. Sau đó lấy thân phận là học sinh để tiếp cận Ryu và tóc vàng. Nhưng Hejin không ngờ tới, bản thân cậu cũng dần hòa nhập vào với cuộc sống nơi đây. Bọn họ vốn được đào tạo để máu lạnh, nhưng lại bị lôi kéo bởi một sự dịu dàng. Hôm đó, bà lão bị một tên bặm tợn bắt nạt, nói toàn lời cay độc với bà, còn cố tình đánh đổ đồ vật. Ryu tức giận, lại giả làm tên ngốc, giả vờ lăn xuống cầu thang, nhưng thực ra đã kẹp tên ác ôn lại, nhưng tên này dùng chân đá bay anh ra. Bà già vội xông vào tên ác ôn, rồi cũng bị đẩy ra. May là Ryu đỡ được bà ấy, tên khốn này còn đang hoanh hoang, Ryu ghi chặt nắm đấm, anh ấy muốn ra tay thật rồi, nhưng bà lão lại ra sức kéo anh lại, như thể bà đã biết thân phận thực sự của Ryu vậy. Điều này khiến cho Ryu bất giác lo lắng. Sau đó, con trai của bà lão đã biết chuyện nên rất tức giận, anh ta muốn báo thù, nhưng không tự lượng được sức mình, bị tên ác ôn kia đánh đến mức mặt đầy máu me. Ryu không ra tay cứu được vì như vậy thân phận của anh sẽ bại lộ. Vậy ai sẽ cứu đây? Hejin. Ryu lấy mũ đội cho Hejin, còn rất xúc động mà sờ mặt cậu, chơi đòn tâm lý tình cảm. Cậu sẽ giúp tôi mà, đúng không? Hejin liền bị thuần phục,
Vì vậy, cậu đã ra tay. Mấy trò này đối với đặc vụ chỉ là muỗi. Hezin phóng vài chiếc đũa ra, đã đánh chúng lên bờ xuống ruộng, sau đó thêm vài chiêu là hạ gục toàn bộ. Để ăn mừng việc trừng trị được tên ác nhân, bà lão nấu súp gà, hàng xóm ngồi lại với nhau. Không chỉ có Ryu, Tóc Vàng và Hezin đều được mời đến. Bà chị nổi nhạc hát, Tóc Vàng ở bên đệm đàn, mọi người vui vẻ vỗ tay theo nhịp, Ryu cũng đứng lên nhảy nhót. Hezin nhìn anh, dường như cảm nhận được thứ còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ. Cứ thế, ba đặc vụ máu lạnh đã bị thuần phục thành những chú mèo hiền lành. Nhưng tiệc vui chóng tàn, quân đội Triều Tiên thay đổi chiến lược, để hàn gắn mối quan hệ giữa cả hai nước, trưởng quan mặt sẹo ra lệnh, các đặc vụ tự sát tập thể. Đứng trước quyền lực, đặc vụ không còn là con người, chỉ là con tốt trên bàn cờ. Ryu, Tóc Vàng, Hezin lần lượt nhận được lệnh tự sát. Nhưng Ryu từng thề sẽ đền đáp tổ quốc, giờ đây lại do dự. Bởi vì anh ấy không thể bỏ mặc mẹ của mình. Hezin giương súng lên, vậy thì để tôi vậy. Nhưng tay của cậu ta lại đang run. Hezin không thể ra tay, mà những đặc vụ khác đều đã ăn đạn, không thể sống tiếp. Cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra vụ việc, tìm thấy máy theo dõi bên trong xác chết. Anh ấy hiểu ra tất cả, đặc vụ của kẻ thù đã xâm nhập vào trong nước. Cảnh sát bắt đầu truy đuổi các mật vụ còn lại. Hezin nhanh chóng bị bao vây. Cậu muốn chạy trốn, nhưng cảnh sát đã bắn một phát vào chân Hezin, rồi ghi cậu xuống xe, lấy ra một con dao nhọn, rạch bụng cậu ra. Đây là muốn lạm dụng quyền hạn hay sao? Không, không phải, là để giúp cậu lấy máy theo dõi ra. Cảnh sát trưởng tốt bụng muốn trả tự do cho những mật vụ này. Hezin cuối cùng cũng được tự do. Nhưng trưởng quan mặt sẹo đã vào bờ, ông ta đến để giết những tên đặc vụ không vâng lời. Ryu bước vào tiệm cắt tóc, cắt bỏ mái tóc dài bù xù. Anh lần nữa trở lại làng. Nữ thần ngây ngốc nhìn. Tên ngốc của ngày trước không ngờ lại trở nên đẹp trai như thế này. Ryu trở về nhà gặp bà lão lần cuối. Bà lấy ra một cái túi, bên trong là quần áo và sổ tiết kiệm. Ryu không biết nói gì. Sau đó anh thay đồ vest, trở về thân phận thật của mình, một đặc vụ Bắc Triều Tiên. Ryu đứng trong một tòa nhà bỏ hoang, như đã tính toán từ lâu, lần theo máy theo dõi trong cơ thể anh. Trưởng quan mặt sẹo tìm đến giết Ryu. Ryu không mong muốn gì cả, chỉ muốn biết rằng mẹ anh có bình an hay không. Nhưng ngay cả yêu cầu nhỏ này, trưởng quan cũng không đáp ứng, mà sai thuộc hạ trực tiếp nổ súng. Ryu né sang bên theo bản năng, sau đó nhanh chóng tiếp cận, dùng kỹ thuật cướp lấy cây súng về tay, chĩa nòng súng vào trưởng quan. Nhưng lại khinh suất không để ý sau lưng, Ryu bị đâm một nhát sau lưng, mất đi một nửa sức chiến đấu. Trưởng quan giơ chân đá anh ta xuống tầng, Ryu gắng gượng bò dậy, bất ngờ nhận ra trẻ con trong làng đang ở gần đây. Hai cậu bé còn tưởng Ryu ngốc lại đang tìm tạm chỗ xả, còn lấy dù ra che giúp cho anh. Ryu sao có thể để những đứa trẻ đáng yêu như vậy bị thương cơ chứ? Sát thủ đã đuổi đến, hắn ta suýt chút nữa đã bắn trúng một cậu nhóc. Thời khắc nguy hiểm, mật vụ Tóc Vàng phóng xe lao đến, anh ta tông văng tên sát thủ, sau đó kêu Ryu và bọn trẻ lên xe, nhanh chóng chuẩn đi. Cuối cùng cũng an toàn. Sau khi Ryu đưa bọn trẻ xuống xe, chuẩn bị kết thúc tất cả, hai người lại đến một tòa nhà cao tầng. Bọn họ hẹn sẵn ông chú. Ông chú là một đặc vụ bị bỏ rơi, thường ngày ngụy trang thành shipper ở trong làng, đã ẩn náu suốt 16 năm rồi. Ông chú mang cho họ một túi vũ khí, Tóc Vàng mở túi ra xem, sao mà đến một khẩu súng cũng không có. Ai ngờ, ông chú chớp mắt đã lật mặt. Thì ra, ông ta còn có một thân phận khác nữa, giáo sư khoa chính trị học, Đại học Kim Il-sung, Triều Tiên. Mục đích thực sự mà ông ta đến đây là để chứng minh rằng đặc vụ ngầm sớm muộn cũng sẽ làm phản. Ông chú vừa ra lệnh, đám thuộc hạ đều xông đến xử lý hai kẻ phản bội này. Nhưng Ryu và Tóc Vàng đều là tinh anh trong làng đặc vụ. Sau một phen sống chết, người ngã xuống đều là đám thuộc hạ, chỉ còn lại ông chú. Ryu hỏi ông ta, mẹ anh thế nào rồi? Nhưng ông chú lại nói, để tránh các đặc vụ bị làm phiền, người nhà của họ đều đã bị tử hình. Ryu ngã quỵu xuống đất, anh ấy hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ở dưới, trưởng quan đã đến nơi, Tóc Vàng đỡ Ryu đang suy sụp chạy trốn lên tầng. Lúc này, Tóc Vàng nhận được thông báo chính thức của chương trình tìm kiếm tài năng, nhưng anh chỉ có thể mỉm cười bất lực. Trưởng quan đuổi theo lên lầu, một đòn đã diệt được ông chú, ông ta cũng chỉ là một quân cờ thế mạng mà thôi. Sau đó tiếp tục đuổi lên sân thượng, trước mặt ông ta là Ryu và Tóc Vàng, bọn họ muốn chấm dứt tất cả. Nhưng cả hai đã mang vết thương đầy mình, rất nhanh đã bị trưởng quan hạ gục. Lúc này, cảnh sát Hàn Quốc cuối cùng cũng đến, bọn họ dàn sẵn đội hình, đưa ra cảnh báo. Nhưng trưởng quan không chút quan tâm, ông ta dẫm lên đầu Ryu, đang chuẩn bị đạp mạnh xuống, thì cơ thể ông đột nhiên bị bắn. Là ai đã nổ súng? Một cảnh sát từ từ tháo bỏ mặt nạ, là Hezin, cậu ấy đã đến cứu đồng đội của mình. Trưởng quan lâm vào đường cùng, ông ta rút lựu đạn ra, muốn đồng quy vu tận. Tóc Vàng mỉm cười, anh ấy đã sẵn sàng hy sinh. Trưởng quan tháo chốt an toàn, Tóc Vàng nhảy bổ sang, kéo trưởng quan nhảy ra khỏi sân thượng.
Trong không trung, lựu đạn phát nổ, chỉ còn lại Ryu và Hye-jin. Cảnh sát Hàn Quốc thuyết phục họ đầu hàng, Hye-jin giơ súng đối đầu. Dù cho đã phản quốc, cậu cũng không muốn đầu quân cho kẻ thù. Ryu bên cạnh vẫn đang chìm trong đau thương. Anh chợt nghĩ đến người thân duy nhất của mình, bà lão trong làng. Anh lấy cuốn sổ tiết kiệm mà bà lão đã đưa. Thì ra, bà lão vẫn luôn dồn tiền, chờ đến ngày cưới vợ cho Ryu. Ryu khóc không thành tiếng. Tổ quốc coi anh như một quân cờ, mà địch quốc lại xem anh là người thân. Hye-jin vẫn đang kháng cự. Cảnh sát nổ súng bắn cậu. Hye-jin thân chúng đẩy đạn, Ryu lấy thân mình ra che chở, cũng bị bắn đến toàn thân loang lổ máu. Cuối cùng, cả hai cùng rơi xuống khỏi tòa nhà, kèm theo một tiếng động lớn và ngủ mãi trên mảnh đất này. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Không rõ đã mấy mùa đông kể từ khi Ryu ra đi, bà lão nhìn bức ảnh gia đình, hoài niệm về quá khứ. Dịch bức ảnh sang một bên, trên tường có dòng chữ, là nỗi lòng mà Ryu gửi lại. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe. Bà ấy biết Ryu chắc chắn đang ở một thế giới khác đoàn tụ với mọi người, sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.